tiết mục giới thiệu sách của các em học sinh khối 2. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, trò chơi dân gian của trẻ em là hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, mang nét hồn nhiên của trẻ thơ. Qua trò chơi dân gian giúp trẻ em chúng mình rèn luyện thân thể, trí não, tính khéo léo, tính tổ chức, kỷ luật, đời sống tinh thần phong phú. Trò chơi dân gian không chỉ chấp cánh cho tâm hồn trẻ em, giúp trẻ em phát triển tư duy, sáng tạo, mà còn giúp chúng ta hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Hưởng ứng ngày hội đọc sách hôm nay, tôi xin giới thiệu tới các bạn cuốn sách Trò chơi dân gian trẻ em. Cuốn sách cho hai tác giả Trần Hòa Bình và Bùi Lương Việt biên soạn và được nhà xuất bản Giáo dục xuất bản tháng 11 năm 2007. Cuốn sách gồm 167 trang, trên bìa có vẽ hình các bạn thiếu nhi đang chơi trò rầm rắn lên mây. Trò chơi dân gian với những chức năng đặc biệt sẽ mang lại cho thế giới trẻ thơ của chúng ta nhiều điều thú vị và bổ ích và sẽ trở thành những kỷ niệm quý báu theo suốt cuộc đời, làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ chúng ta. Dung răng dung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bấy bếp, xì xà xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Nếu bạn biết đây là lời hát trong trò chơi nào? Dung răng dung rẻ. Đúng rồi, trò dung răng dung rẻ đấy các bạn ạ. Trò chơi dân gian của trẻ em giới thiệu gần 80 trò chơi dân gian trẻ em và được chia làm 3 phần: trò chơi trí tuệ, trò chơi thẩm mỹ và trò chơi thể lực. Đặc biệt trong mỗi phần để các bạn đọc tiện theo dõi các tác giả sắp xếp theo các vùng miền, miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền núi Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Mỗi trò chơi là giới thiệu cho chúng ta cách chơi và kèm theo đó là những khúc hát đồng dao vui tươi xí xoắn dòng nhạc kiểu như lúc lao lồng chi chi chành chành dòng rắn lên mây. Với những khúc hát đồng dao giao phần sẽ thuộc sẽ đem những tiếng cười sảng khoái khi chơi, giúp làm giàu vốn từ cũng như khả năng diễn đạt cho lứa tuổi học sinh chúng ta. Trong cuốn sách còn có rất nhiều các trò chơi vận động như rung răng rung rẻ, trò chơi học tập, đánh chuyền, đánh ô, các trò chơi sáng tạo, xếp thuyền, chơi diều, cả kho tàng phong phú ấy là phương tiện giáo dục trí đức, thẩm mỹ cho trẻ em, qua đó phát triển tâm lý, thể lực trước mắt và nhân cách của trẻ em trong tương lai. Chúng ta có thể thấy việc học văn hóa cơ bản qua đồng dao và trò chơi không dạy chữ, thế mà trẻ em vẫn đếm, vẫn nhận cụm từ từ 1 đến từ 10, từ 5 đến 6, 2, 4 đến 7. Trong trò chơi đánh chuyền, trong trò chơi ôn quen, trang 20, 21, dạy trẻ em cách tính nhẩm về phép chia, phép trừ, quan sát chiều ngược, chiều xuôi, để đồng lao một cách tự lực, chỉ có bạn mà không có thầy. Đây là một cách giáo dục có ý nghĩa. Còn bao nhiêu trò chơi khác với các cách thức luyện tập khác nữa, và sau cùng đồng dao và các trò chơi như những chất keo kết nối những tình bạn trong sáng thơ ngây giữa lũ trẻ với nhau mà ta khó tìm thấy trong các trò chơi hiện đại ngày nay. Cơm
làm gì? Thưa thầy xin nữa. Nữa làm gì? Nữa phải có cá. Cho thầy khúc làm. Thưa thầy khúc đầu. Cùng xương, cùng sổ. Thưa thầy khúc giữa. Cùng máu, cùng nghe. Thưa thầy khúc đuôi. Thao thầy đuổi. Nghe. Tôi là bãi cát. Hát cho thầy nghe một bài. Và là dạng vậy đó các bạn ạ. Cuộc sống vẫn vận hành theo những bước đi của nó đến sự văn minh hiện đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi giá trị văn hóa truyền thống đều đi hết thời, mà cần phải giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp để giữ gìn cho con cháu mai sau. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà cuốn sách Daily Life. Hy vọng cuốn sách sẽ là một món quà đầy ý nghĩa đối với các bạn. Tôi mong rằng các bạn sẽ là những người duy trì và tiếp tục phát huy các trò chơi dân gian hữu ích sách hiện có trong thư viện trường mình. Em xin kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đến thư viện để tìm đọc cuốn sách và khám phá những điều hay bổ ích qua các trò chơi dân gian.